Một tô mì trộn full topping siêu ngon sẽ là chủ đề trong vlog hôm nay của Mulaka nha. Xem hết vlog để biết thêm về thông tin địa điểm ăn uống vừa ngon vừa hot nha mọi người. Đầu tiên, hãy đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm nhiều các video ăn uống khác chia sẻ đến cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Lần này mình xin giới thiệu cho mọi người quán bún nước Cô Dung ở địa chỉ 33/3 Nguyễn Công Hoan, phường 7, quận Phú Nhuận. Quán Cô Dung kế bên quán bún nước Cô Huyền rần rần trên mạng xã hội luôn á mọi người. Quán cô bán giá cả mình thấy cũng phải chăng nè. Quán khá là đông khách nhưng mà không phải đợi lâu lắm. Hôm nay mình đến ăn mì trộn ở đây và mình sẽ quay cách làm mì trộn cho mọi người xem nha. Thì có một cô phụ trách trộn mì và làm nước sốt trộn mì. Cô cho các gia vị làm nước sốt đơn giản như là làm tương ớt, nước tương, một ít đường vào trong tô. Sau đó cô sẽ trộn mì vào nước sôi, trộn làm sao cho mì vừa chín tới, vẫn giữ được độ dai của sợi mì. Rồi cô cho vào tô đã làm nước sốt sẵn, sau đó trộn đều lên cho nước sốt thấm đều hết vào các sợi mì. Song song với bước trộn mì là cô Dung sẽ chuẩn bị làm nước sốt đi kèm. Cô chuẩn bị các topping vào trong tô. Phần đầy đủ của mình sẽ có trứng lòng đào nè. Trong tô có chả tôm, chả lụa, bào viên và một con tôm luộc nữa. Ngoài ra còn có bò tái. Bò ở đây mình thấy rất là chất lượng nha. Cô sẽ cho từng lát mỏng vào vá, nêm nếm gia vị như là hạt nêm, tiêu, muối ớt, hành lá, rồi trụng vào trong nước lèo đang sôi. Quậy quậy đều cho bò chín tới, rồi múc đổ vào trong tô. Cô chan thêm ít nước cho đầy tô. Cô Dung rất là dễ thương luôn nha, nói chuyện nhẹ nhàng với các cô chú làm cùng và vui vẻ với khách hàng nữa. Của mình đi là quán khá là đông khách nhưng mà không phải đợi lâu đâu. Đó, mọi người thấy cô làm cái tô của mình có hấp dẫn không? Nhìn tô súp đầy ắp topping mà thèm quá trời luôn á. Mình ngồi dựng lại cái clip này mà chảy nước miếng luôn á trời. Và cuối cùng thì cũng đã mang ra bàn của mình rồi nè mọi người. Tô nước súp đầy ắp topping có ngon không nè? Tô mì trộn cũng được mang ra luôn. Gấp cận cảnh topping cho mọi người coi nha. Tôm, bò, chả lụa, bò viên, nhìn ngon quá đi. Nặng xíu chanh vô tô mì trộn chua chua cho dễ ăn. Giờ thì ăn với mình nha. Gấp một đũa cho vào miệng. Phải nói cái sốt đơn giản nhưng mà rất là ngon nha. Vừa vị luôn. Thử miếng thịt bò thì bò mềm nè, không có dai. Ăn tôm thì chấm với muối ớt cũng ngon nữa. Nói chung là mì hợp vị với cái món mì trộn Cô Dung hơn là món mì trộn Cô Hiền mình đã từng ăn trước đây á. Hôm bữa mình đi á, mình sợ ăn hai vắt nhiều mì quá mình ăn không hết cho nên mình kêu cô làm có một vắt thôi. Ăn xong á mới thấy cô làm ngon quá mà mình ăn chưa có đã thèm nữa. Công nhận mì trộn ở đây làm đều vị ghê luôn á, mình không phải nêm nếm thêm một cái loại gia vị gì hết. Mọi người có thể ghé ăn thử để coi thử mình nói có đúng không nha. Mình biết quán Cô Dung này từ TikTok. Thực chất mà nói thì mình không có tin theo những cái review trên TikTok cho lắm bởi vì mình sợ là nhận quảng cáo mới ngon. Tuy nhiên, sau khi ăn thử cái món ở đây thì mình có một cái suy nghĩ khác. Mọi thứ ở đây đều rất là ổn, rất là ngon nên mình mới quay clip và đăng trên kênh của mình. Với lại quán đông mà mọi người yên tâm, đông ngon thì mọi người mới đến đây nhiều. Và nếu như ai là fan của mì trộn thì hãy đến đây ủng hộ Cô Dung một tô mì trộn nha mọi người. Cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh của mình để mình có thêm nhiều động lực làm các video và chia sẻ ăn uống khác cho mọi người nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở các video khác.